trọng gan tì đẩy là do gan C này. Rồi vào xiên trái nào. Ga lên trước. 2000. Từ số 3 2 bắt đầu. Cả giữ nguyên ga, giữ nguyên ga. Bắt đầu thì nhả côn nhé, nhả côn từ từ thôi. Đấy. Tính toang này. Ga lên rồi nhưng mà nhà côn đừng có nhà điều đấy nhá. Bài ga lên rồi nhưng mà đừng có lại thùng nó, chẳng may thôi. Chẳng may bốn anh mà có trượt chân đấy thì mình không chết máy. Rồi đặt chặt côn này về cánh cửa nào, ngang với cột vạch sơn ở dưới đất nhá, đừng có nhấn chai nước. Rồi dừng xe quá vị trí. 5 điểm đã quá vị trí rồi. Ga lên trước. Để chuyển nước anh nhá. Không phải cạch nhá. Đấy, dùng mũi ở chân đừng nhấn quát lên nhá. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Ga lên cô, ga lên. Đã chặt cô. Phanh đi. Dừng xe chưa đến vị trí. Nó coi như là lỗ bằng đi đúng không? Kéo nữa lên. Rồi ga lên nào. Rồi 3000 không sao. Rồi nhả cô ra. Nhả cô ra nhanh. Giữ nguyên cô đấy. Anh đây giữ nguyên không? Thôi anh đây. Ai bảo anh nhả nhiều đấy. Nhả tầm 1.4 mà. Chưa rồi làm lại. Nhả cô từ từ. Dùng mũi chân. Quát tạt xuống. Và 30 giây bạn đã thi trượt. Rồi anh đây xuống. Xin mời bạn đưa xe về nơi đỗ. Bạn cần phải luyện tập thêm. Anh nhả chân cô đây, nhả sai rồi. À phải anh nhả đấy. Cô đi nhả giữ lại cho dù. Cô anh nhấc cả gót đi nhả thì được thôi được. Em có dậy thế đâu. Con mày nó lúc nó bắt đầu nó tụt xuống rồi kinh hoàng mày. Anh cứ bình tĩnh mà em. Nhưng mà cái lúc mà anh nhả chân cô từ cái chỗ mà xuất phát anh đã nhả sai đâu nữa. Nhả cả gót lên thì nhả gần nhấc cả gót lên nhả thì ai dậy kiểu đấy anh. Khi anh nhả chân cô là gót anh đặt xuống sàn, dùng mũi nhả ra thôi thì nó sẽ chuẩn. Rồi bỏ ga ra, chuyển đất phanh. Gương ở giữa đường, mất công đi vào, đi vào đây. Mất công vào, tập luôn ở đây đi. Đi sang làn C làm gì. Rồi trở lại, nhanh tay. Ghé sang phải nhá. Can tâm vô lăng thẳng vào hai mũi tên nào. Được chưa? Cái đường này, ga đúng không? Ông này nó bỏ. Nếu qua bên phải thì em được qua. Rồi. Gương ngang vỉa nhá. Gương ngang vỉa đang bán. Ai bảo anh nhà cạo quát đây này. Em còn chưa dám nhà quát với anh tay. Quát để nó làm cái căn. Quát để làm cái căn. Cứ là giữ này. Anh nhà thế, cứ đây anh nhà đến tận 1000 đi vừa được. Ngay đây. Anh nhà 1.400 thôi, ngay đây. Anh kéo bên tay kéo căng lên tí, kéo đông quá. Để anh nhẹ kéo căng lên. Bên kia là mình kéo bên tay cảm thấy nó nặng ấy. Nếu gọi là bên tay đầm rồi thì tôi kéo nhẹ rồi, nó lan rồi. Nhưng mà kéo lúc kéo bên tay lên mà nó nặng như vậy này, à nó nhẹ tinh ấy, phải kéo mạnh lên. Không trôi đấy. Chỉnh gương thấp sẵn rồi, anh không phải chỉnh đâu, không phải đâu. Dùng mũi nhé nhá. Mở mũi ra thôi. Mở mũi ra. Ngoát giữ nguyên. Sau khi nhả hết côn rồi thì chân mình lại rụt lại, em đặt lại mũi, được chưa? Khi anh trong quá trình quát anh giữ nguyên nhá, anh nhả mũi ra đấy thì cái chân côn của anh nó sẽ trôi đến gan bàn chân, được chưa?
Rồi dừng lại. Về số nào. Rồi với anh nhà thử dân côn từ từ em xem nào. Nhà từ từ dùng mũi, mũi giữ nguyên. À có giữ nguyên. Mũi mở ra. Có giữ nguyên mà. Rồi mở ra. Mở cao lên. Được chưa? Nó trôi về cao rồi chứ đúng không? Anh nhấc hẳn chân ra không đặt lại. Đấy, đặt lại. Được chưa? Lại ra vào, cho vào. Lại nhà từ từ. Nào gót lại sôi rồi đâu nữa. Đây em bảo nhá, anh nhìn chân này. Anh đạp vào nhá, đạp vào nó trôi vào đúng không? Nhưng lúc nhả ra dùng mũi nhả nó vậy thôi mà. Gót giữ nguyên mà. Được chưa? Chứ không phải lên nhấc cả gót lại trôi về sau đâu. Đây gót anh đang trôi kìa. Gót giữ nguyên. Bảo mũi rồi. Để mới rút được. Chúc mừng xe số 20 đi đạt. Rồi vào số 1 nào. Rồi vào trên trái. Nga lên trước. 2000. Số 3, 2. Bắt đầu.